Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ xuống quán bạn mình. Hôm qua nó mới gửi thiệp mời mình xuống để khai trương quán. Nói chung quán gia đình cũng nhỏ thôi, nhưng mà hôm nay bạn quay khai trương thêm những cái món mới, thì để hôm nay mình dắt các bạn đi coi thử quán bạn mình có những cái món gì ha. Đây là một món quà dành cho anh bạn tôi nhân ngày khai trương quán. Ok, tất cả chúng mình cùng đi. Ok, tới rồi mấy bạn ơi. Ô, gian quán cũng rộng thanh thang. Đây là số điện thoại của chủ quán. Trang trí khá là đẹp mắt ha. Ở đây chúng ta có trà sữa, trà thái xanh, trà đào. Giờ mở cửa là 10 giờ sáng tới 8 giờ nha. Nay bạn ấy có update thêm đồ ăn nữa, bò bít tết đồ nữa, chắc bán sớm hơn. Trà sữa, đồ ăn vặt, trà sữa nhà làm thảo, mì cay, bò bít tết. Bạn thông cảm là quán lên trong này. Còn hơi lộn xộn. Khu bếp à. Đây là đầu bếp mướn từ Dubai á. Hôm trước mình làm cái hàng Dubai, nhưng mà nay trà sữa Thảo trả mức thù lao cao hơn một miếng, cho nên anh quyết định là Dubai để về Việt Nam làm cho quán trà sữa Thảo. Và món đặc biệt của anh là món bò bít tết. Nếu quán nào có nhu cầu trả tiền lương cao hơn thì vui lòng liên hệ anh Quỳnh Tấn Phát, Facebook là Phát Quỳnh. 40.000 đô một tháng nha. Đây là thịt bò. Đây sao không bán thịt bò thịt heo mà người lên giá quá. Giá thấp vậy cả. Ở đó là dân ở là dân nhà giàu ta đó. Có bệnh hoang mà coi mẹ bắt mình ra nữa gỡ thì bò bây giờ nó đẳng cấp, nó là dưới thì theo rồi, hiểu không? Con trai mà. Nay trường, nay tụi con trai. Nãy giờ ăn hai lần hả? Hai lần đâu, nãy mới hộp cơm mà tao đâu ăn chưa, tụi ngang mà tụi con trai ăn cơm hồng. Chán tôm em vậy. Chị đâu á? Chán tôm. Bán mày cả con. Đúng rồi. Mày camera man cho mày chửi ông sùm. Cũng vừa vừa mà dằn cái tánh hết. Đã cái mỏ là xấu rồi. Ăn cận bắn cái mỏ. Hung hăng quá. Ngon lắm mấy bạn.
Đây phải ăn còn hai ổ à. Có thằng sáng hôm nay vô ấm thẻ đi làm. Tao nói rồi kiểu gì gà cũng dính mà. Tao từng giờ thứ bảy cũng làm mà. Làm bù, ăn không dính. Nếu mày nghĩ thứ sáu nó bị làm mày nghe lời liền. Tụi mình cùng lấy thứ thật bà thường thư tớ cùng đi ăn thứ bảy này. À, đây là chân dung chủ quán các bạn ơi. Xin chào các bạn. Nói chung hôm nay là quán mình có bán thêm món ăn sáng là bò bít tết nha mọi người. Sáng sớm ra này 8-9 giờ này, hôm nay ngày khai trương 8-9 giờ rồi chủ quán còn ngồi ăn này, khách cứ không biết ăn cái gì nữa. Mình tới đây nhưng mà chưa kịp ăn, đang đi giao lưu vòng ngó quán rồi ha. Quán đang làm cho nên hơi bừa bộn, các bạn thông cảm, nhưng mà chỉ một ngày sau thôi các bạn tới đây là sẽ có được. Ok, giờ tới lượt mình ha. Có lẽ là mình là camera được chủ quán nhờ mướn tới cho nên là cái phần hậu phần của mình cũng được ưu tiên hơn nhiều. Của mình ngon hơn của mấy đứa kia. Nè, bây giờ mình sẽ ăn thử cho các bạn ha. Này là miếng xúc xích. Ngon quá các bạn. Đã quá. Ngon mấy bạn, bữa nào tới đây ăn bữa cho biết đi. Đơn giản thôi nhưng mà ngon. Chết kìa. Chết kìa. Ừ. Bà nè, nó bỏ bít tết. Nước luôn vô má. Nước tương ra. Nước tương. Nước tương thôi, đừng nhiều nè. Để mình chấm á. Ờ. Ừ. Rồi. Các bạn có dịp đi qua đường Trịnh Quang Nghị, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh ha. Nhớ ngó hai bên đường có quán trà sữa Thảo, các bạn ghé tới đây một lần ăn thử thì biết mình không có nói dốc. Tại từ nào bây giờ mình không có đi ăn bò, ăn bò bít tết. Để mấy đứa em nó chỉ. Tình với nhau trời. Nói chuyện vào mà. Có tiếng nói lắc hành gì tắt rồi. Có tiếng nói lắc hành gì bỏ ra rồi. Không bỏ được. Không bỏ được hả? Cái giờ mới đâu nghe được mày nghe được. Bỏ được nhưng mà tao không biết. Đang học mà chưa biết, có phức tạp. Vậy coi bỏ đi. Không giống như thịt bò rồi các bạn. Không cả. Cái món ăn này của Tây. Mà mình này quen ăn thịt heo nướng với trong trái đu đủ.
Ok, cảm ơn thằng chủ quán. Trà sữa nữa các bạn ơi. Ủa rồi, hai đứa từ đâu? Suy nghĩ nãy giờ quá. Có bây giờ sữa suy nghĩ nãy giờ. Vô đây, vô đây. Uống uống thử đi nè. Ừ, ngon mấy bạn ơi. À, thử miếng nè. Thử miếng ngoài. Đó. Ai cần gì nè. Chuối đây, cho nó chuối. Không, không. Chuối là hai chậu. Không có chuối. Tao không có chuối. Lấy đại đi. Mình 10 ngàn, 1 ngàn, mình 1 ngàn, mình mày uống nè. Được đó. Được đó. Trời ơi, cái thằng này có cái gói thuốc nữa còn cắt nữa. Bán kèm ghế đi. Gì? Bán kèm ghế cho tụi thuốc đi. Nè, nè, chủ quán nè mấy bạn ơi. Chỉ giờ nó có gói thuốc mà còn cắt nè. Ồ, má đúng là vậy cơ. YouTuber nghèo nhất Việt Nam á. Nói gì vậy, nói gì người đeo sổ đôi gì không đi ra được khác nhé. Hả? Người đeo sổ đôi gì không? Đó. 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 Mày. Đang có gọi gì, đang có gọi gì. Ngồi giúp lại đây cho nó đẹp đội hình. Phải có gọi gì. Lấy 20 ngày cái sắc ra là bạn thấy logo không? Đó. Trên tay mình đang là ly trà sữa Thảo ha. Ở ở đâu ta? Có địa chỉ đó. Ly đó má. Trà sữa Thảo trên đường Trịnh Quang Nghị, xã Long Phú, huyện Bình Chánh. Nếu các bạn có dịp qua đây hãy ghé qua để thưởng thức ha. Mình không nói dốc, trà sữa cũng rất là ngon. Bò bít tết cũng thật là tuyệt vời. Thôi, clip của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay hãy like, subscribe, chia sẻ cho kênh YouTube của mình. Bye bye.